Theo số liệu đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, có trên 9.200 số đăng ký thuốc sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Điều này có nghĩa là vào ngày đầu tiên của năm 2023, trên 40% số thuốc trên thị trường có nguy cơ không thể lưu hành. Các hiệp hội dược vừa có thư kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khẩn cấp trong tháng 12 có nghị quyết cho phép tiếp tục áp dụng biện pháp duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Việc này sẽ không tác động đến vấn đề an toàn, chất lượng của thuốc. Nó không chỉ giúp ổn định cung ứng thuốc cho bệnh nhân và bác sĩ, mà còn thiết lập lại khả năng dự báo và niềm tin của các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước, góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh cung ứng thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết, từ cuối năm 2019, đã xuất hiện tình trạng nhiều thuốc hết thời hạn đăng ký lưu hành, nhưng không kịp thời được gia hạn. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn trong các năm 2020-2021 do tác động của dịch COVID-19. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc thời gian qua. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng thực tế việc thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực giấy đăng ký thuốc theo quy định hiện hành vẫn rất chậm và không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn do số lượng tồn đọng quá nhiều.